ẩu rồi đó bà. Ẩu rồi đó nha nhà. Thấy giờ ẩu rồi đó nha nhà. Ẩu rồi đó bà. Ẩu rồi đó bà. Đây là mọi người, chú đang dẫn bé này vô làm giặt nha. Chú cho ta coi. Chú quê, chú dễ mà. Có làm căng không? Người ta có nhân nghĩa đường. Ai mà ngủ ngoài đường? Em ngủ ngoài đường. Quá trời luôn ngủ ngoài đường. Nó ghét chứ sợ. Đội lưng cái gì? Bệnh tiểu đường. Cái gì? Bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường. Đội lưng lạ ghê chứ ngủ ngoài đường. Bệnh tiểu đường. Cái miệng quá trời. Chăm lộn xộn. Để chút đi lộn mèo nghe nha. Rồi hello mọi người nha, thì hôm nay là khai trương thì anh Hoàng có chiêu đãi tất cả các món bánh và tất cả trái cây luôn, nói chung là rất là nhiều để cho những khách hàng mà thân thiết của anh Hoàng mình sẽ được ăn thưởng thức. Thì nhóm em ăn không có nhiều thì như mọi người đã biết rồi, thì ăn buffet là mình phải nhã nhặn. Đây mọi người sẽ có một cái dĩa và một cái đồ gấp cho mọi người nha. Đó thì nhóm em 1 2 3 4 5 người đó, thì đây có 2 4 6 8 9 cái. Thì bây giờ nhóm em ăn giống như là đông khách quá, thôi tụi em để là xin phép nha mọi người nha. Thì tụi em sẽ giống như là mình sẽ thôi, thì mọi đứa liếm miếng là được rồi, không có đường chị. Nếu mà như vậy thì kỳ quá, thì tụi em sẽ xin lỗi mọi người. Tại vì tụi em sẽ để lên món này ở đây. Đó, tụi em sẽ lấy dĩa này. Tại vì ăn buffet mà nếu mà mình không ăn nhiều là mình bị lỗ quá. Đúng rồi, ăn buffet mình phải ăn cho mình phê đúng không? Là ăn chút mà mình có đường về không? Không biết. Ờ chắc không, em nghĩ là không có đường về. Ăn luôn cái dĩa luôn đi má. Đó. Đó, như mọi người đã thấy đó, chưa ăn món nào thì cứ gấp cho món đó. Phương, trời ơi, món đi tươi nè. Chị ăn đi. Trời đã con bóng rồi mới kêu con ăn bông. Chịu nổi không? Thôi bây giờ lấy hai phần thôi nha. Hai phần bánh này đi. Đó, cầm đi, tụi mình ăn chung nè tía. Rồi, xin mời người đẹp tiếp theo. Người đẹp Lâm Đông Đông. Đây, Lâm Đông Đông nhận được một voucher trị giá 2 cái bánh bông hoa và một cây rượu phan. Đây, xin mời em. Về em nhậu nha mọi người. Về nhậu hả? Đây, về giữ rượu cho. Chúc mấy anh về em nhậu. Rồi, cả lấy hồi lấy cả. Rồi, người đẹp My Candy giải thưởng 2 cái nho. Có chính giữa đi, chị kiếm gì chính giữa cho hai trái nho với lại hai trái nho với lại có gì dài dài không ta. Đây Bi Candy sẽ được phần thưởng là một cái bánh xúc xích và hai trái chi... ủa không đâu có gì tính trang trí cho đẹp, để gì đẹp mà. Rồi Phương ơi, nhậu ơi Phương, lâu quá. Rồi dậu đây, nhậu đi. Rồi
Hai già mình nhậu nè. Hai ba vô đi khắp thế gian này vô. Anh muốn đi đâu em cũng chịu anh tới đó. Vô vô nóc kẹt đi mày. Ủa kẹt đi mà. Đó đi vậy. Ở đây nè vui vui đó bậy. Rồi đẩy cái muốn xỉu hả. Đó bây giờ tụi em sẽ lấy mọi thứ một món cho mọi người nha. Nè Phương, nãy giờ giỡn thôi, giờ làm thiệt đi Phương. Ôi trời ơi thiệt á hả. Rồi chill. Làm gì? Cheese. Đây mọi người, Minh Tiến và Bé Vũ Đô Phương mời cả nhà nha, mời những anh chị em bạn bè trên YouTube một ly rượu chan. Dạ mời mấy anh chị hai ba chill uống rượu da bôi giống như em chị cưới vậy đó. Cưới thôi đấy. Ai quên mà sù. Trời ơi chơi vậy không mà chết nha. Chơi vậy không mà lớn lên hai đứa không ai lấy chồng hết đó. Rốt cuộc hai bà già ở với nhau vui. Nghe mình bà lấy nhau là tội nghiệp mấy chàng trai lắm, hiểu không? Không ai sơ muối á. Ờ đúng rồi. Hay là hai chị em mình xấu. Đủ quá, nói nha, hai mình nhìn hai chị em giống như là quá đẹp á mọi người. Ra, ta nhìn biết mà. Đúng rồi, cho nên nhiều đàn ông bây giờ mình sẽ bị về trường. 2, 3, chia. Mời cả nhà nghe. Sao mùi rượu nó nồng của em. Thôi trước khi em uống em hát một bài nha. Thôi thôi, mà đừng có xạo uống mẹo đi. Nó không có dám uống rượu đâu con này. Ủa mày, dám lo cho anh coi. Mày mà uống uống đừng kêu tôi hỗ trợ rồi mày. Ngon. Ngon. Cái mặt xanh lè vậy. Cái mặt không xanh lè. Cảm ơn nha. Thôi mình nhìn nhau đi. Một câu em. Ok, cảm ơn chị. Nói này ăn sao? Con muốn cái đó đó chứ con muốn mất. Dĩa bánh nào? Ê ok, anh ăn gì? Anh ăn em. Anh ôi trời ơi. Ăn gì đã cho anh ăn dế được không? Anh ăn gì? Anh ăn em. Vô đây ăn em, nói cho anh Dũng gì nè. Ok, Dũng nho. Hai đứa mình mỗi người một trái đi. Ngon quá. Rồi đốt lưỡi đi. Chúc mừng anh nha. Chúc mừng anh. 1, 2, 3, vô. Ok anh. Không ăn được. Chúc chị ăn nè. Đúng không được. Em ơi, ngon nè. Bảo mà má. Trời chúc nha. Cái nhà chưa hết nữa kìa. Ngon lắm mọi người. Cái động quánh với họng mà bây giờ nè. Có nay mọi người. Em đó em ngon. Của em. Chị em đánh thôi. Quay để đây. Xây chưa anh, xây chưa?
Ý là chị với em đánh vài môn á. Sẽ để hả? Giờ nào mà kêu bắt đầu xoay cả đường xoay đôi khi kim đồng hồ xoay hoài rồi tay của kim đồng hồ xoay hoài rồi ok ok em rồi xoay 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 bơi em bơi quá nói chơi xong ăn cái miếng chiên nha em bơi ok vui vẻ rồi xin chào mọi người nha và sau đây nãy giờ em đã tụi em đã quậy quá trời rồi ăn uống cũng no nơi rồi bây giờ tụi em kết thúc clip đây thì bây giờ chị Tí có điều gì muốn nói với tất cả mọi người không nè thì thực sự ra nãy giờ thì đến với không gian tại nhà khoa điện tử dentist mới chi nhánh mới của anh Hoàng thì cảm thấy phải nói là rất là vui và mừng cho anh luôn và ngày hôm nay thì như là một buổi tiệc buffet nhỏ nhỏ tiệc nhẹ nhưng mà rất là thịnh soạn luôn rồi nói là hy vọng là ngày hôm nay thì tất cả mọi người sẽ cùng cháy hết mình và cùng vui hết mình để chung vui cho ngày khai trương hồng phát của anh Hoàng tại địa chỉ mới nha khoa thiên sứ dentist. Rồi thì một chút nữa tụi em sẽ riêng cái địa chỉ xuống dưới. Và bây giờ thì nhóm Vedette Vũ Đô Phương gửi lời chúc tới tất cả mọi người. Chúc cho cả nhà có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Thì những anh chị em, bạn bè mình ở gần ở xa đó nha mọi người nha. Mọi người ơi, đặc biệt là ai mà muốn cái hàm răng đẹp và xinh xắn khi mà cười làm như là thu hút mọi ánh nhìn, mọi người nhớ để đến nha khoa thiên sứ nha mọi người nha. Và bây giờ thì nhóm chào tạm biệt tất cả mọi người. Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.